Hàng Nội Địa Nhà Phố xin kính chào tất cả các bạn. Trên màn của chúng ta hôm nay là một bộ 4 thớt Intel 205TX. Mình về rất là nhiều bộ TX của Onkyo Made in Japan. Tuy nhiên, cái bộ đúng bộ TX và cặp loa 102TX này là một trong những cái dòng đời cao hiếm gặp nhất các bạn nha. Con này có cái mặt phay nhôm sáng hơn cái phần còn lại, cũng như là cặp loa của nó là một trong những cặp loa size lớn nhất trong cái dàn mini. Ngay cả những con mini đại nó tiệm cận với cái dàn size trung rồi các bạn nha. Loa là dạng loa gỗ sơn bóng và có cái thùng loa chiều cao, rồi bề ngang cũng rộng và đặc biệt là rất là sâu về phía sau. Con này cho một cái âm trầm đánh mềm mại nhẹ nhàng hơn những cái dòng Onkyo khác, với cái phần trung âm và cái phần siêu trep cũng vẫn rất là chất. Các bạn có thể hình dung được chất âm của con 102AX thì con này nó được cải thiện nhiều về mặt âm trầm và cái phần công suất nó lớn hơn con 102AX luôn. Rồi, chúng ta test vào cái phần âm thanh với phần CD mà đi hoạt động tốt. Và đây là tuner 108MHz full đài Việt Nam luôn. Âm ly của chúng ta đây, mặt phay nhôm đi cùng với cái nút nó cũng bằng nhôm và có cái đèn LED ở chỗ này. Nút này cũng bằng nhôm các bạn nha. Phần tinh chỉnh bass treble ba lăng trái phải. Còn đây là chỉnh acoustic presence, tăng bass treble cùng một lúc cộng dồn với bass treble riêng ở đây nữa, có nghĩa là con này giống như loudness nào nhưng mà hai cấp độ. Đặc biệt ở đây là con processing 24 bit giải mã cổng quang optical, thì con này đời cao rồi. Do đó cái độ giải mã của nó sạch tinh khiết hơn rất là nhiều, âm thanh nét. Con này với giải mã hai cổng quang, hai cổng và một cổng analog. Các bạn có thể chơi hai thiết bị cổng quang và một analog nha, điện thoại, máy tính vân vân. Trang bị dách bắp chuối nè và loa cũng bắp chuối luôn nha. Thùng gỗ sơn bóng PU rất là hoành tráng luôn. Mình xin nhắc lại, phiên bản TX này là một trong những phiên bản cực kỳ hiếm và giá thành rất là cao tại thời điểm ra mắt. Và nó cao hơn hẳn so với những cái dòng chính bản thân của Intel 205, những cái dòng đời trước. Mình test tổng quan nha các bạn nè các bạn. Lưới loa cũng còn rất đẹp và một cái tem màu vàng rất là bậc. Loa bóng bẩy luôn nè các bạn. Cái hậu của nó sâu bằng cái máy luôn. Mình xin so sánh một chút nè. Con này là 102AX, một cái phiên bản đây, cái phần trữ tình mid treble của nó rất là đẳng cấp, và loa này là một trong những dòng loa hậu sâu và đã lớn trong những cái dòng này rồi. Tuy nhiên khi mà đặt kế con 102TX thì nó cũng khá là khiêm tốn so với chiều cao và ngay cả bề ngang nó nhỏ hơn ha các bạn và thấp hơn luôn. Chiều sâu thì là bằng nhau rồi. Còn ví dụ như một cái cặp loa Onkyo mini của dòng V77 hoặc là Onkyo X7 vân vân, thì các bạn thấy nó ở một đẳng cấp khác hẳn nha các bạn nha. Đó,
khi mà đặt một mình thì chúng ta khó mà hình dung được cái kích thước chính xác của nó. Nhưng mà khi mà các bạn so sánh với ngay cả bản thân của những Onkyo, bản thân Onkyo loa đã lớn hơn những cái dòng của Denon rồi. Nếu các bạn đặt kế loa Denon gần Onkyo thì các bạn sẽ thấy Onkyo lớn hơn. Và những cái dòng mini khác, Victor, Kenwood này nọ mà đặt kế thì Onkyo là thua xa các bạn nha. Nhưng mà cái dòng 102TX này có nhiều người gọi nó là dòng size trung luôn chứ không phải là dòng mini nữa. Rồi, các bạn có thể để 4 thớt theo kiểu bề ngang như vậy, hoặc là các bạn có thể đảo vị trí tùy, tại vì thớt này là nguồn điện rời, do đó các bạn dễ bố trí, hoặc là các bạn có thể chồng cao lên nhau để mà tiết kiệm cái bề ngang. Còn thích trải rộng ra thì đây là một cách nhìn nó hầm hố hơn. Các thớt đều có cái ổ điện ở phía sau để các bạn có thể cắm nối với nhau nha. Nè, có ổ điện nè. Đó, các bạn cắm nối với nhau và chỉ cần một dây cuối cùng đi ra biến áp hoặc ổ áp thôi. Và các bạn còn dư ổ điện ở đây thì các bạn có thể gắn thêm USB Bluetooth. Và nếu các bạn muốn lấy USB Bluetooth mua, mình sẽ mua loại tốt giúp các bạn nha. Chỉ 100 ngàn thôi. Một bộ. Rồi, chúng ta đang nghe cổng quang optical thông qua đầu giải mã mà đi. Và chỉ cần một cái thao tác đơn giản là bấm nút màu đỏ này thôi nha. Bây giờ chúng ta stop. Mình sẽ tặng kèm một đĩa khi các bạn mua máy để các bạn làm giải mã. Đó, cái lớp sơn nó còn ảnh kim luôn nè các bạn. Nó nắp bằng nhôm nên tản nhiệt rất là tốt. 102TX. Và nó cũng có cổng analog để các bạn muốn gắn điện thoại, máy tính hay là USB Bluetooth. Thông qua cái đầu này trước, giải mã xong sau đó xuất xuống âm ly cũng được. Tiếng nó sẽ sạch hơn. Còn các bạn muốn gắn cổng AUX trực tiếp vào âm ly luôn cũng được nha. Chúng ta chỉ có cái thao tác đơn giản là chuyển cổng ở đây thôi nè. Đó. PC, line, vân vân, CD. Bây giờ chúng ta chơi CD nè. Thì chúng ta sẽ chuyển qua CD. Đọc tốt để chép. Con này có cái phần âm bass nó mềm sâu hơn rất là nhiều. Các bạn chơi tốt, nhạc trẻ luôn. Nhạc có những cái âm bass tiết tấu nhanh. Sớm mai thức giấc nhìn quanh một mình, ngoài hiên nắng lóe đàn chim giật mình. Biết lời tỏ tình đã có người nghe. Nắng xuyên qua lá, Make in Japan. Hạt sương lìa cánh, đời mong manh quá, kể chi chuyện mình. Nắng buồn cuộc tình bỗng tắt bình minh. Âm thanh nó rất là sạch. Mặc dù đĩa này chỉ là một cái đĩa chép thôi các bạn nha. Sorry các bạn. Một cái đĩa chép thôi. Đó. Còn nếu các bạn sử dụng những cái đĩa gốc, những cái đĩa chất lượng thì âm thanh nó còn hay hơn rất là nhiều. Một phần là do cái xử lý của con này á, là cái tiếng nó bộ, con này tiếng nó rất là sạch và đi qua cặp loa này. Cái bộ phân tần của cặp loa này cũng rất là gấu nha các bạn. Và chất âm quen thuộc thông qua cái màng loa bằng sợi quang học này. Thì con này bass 14 mà thùng loa lớn nên nó cải thiện âm trầm nhiều. Còn cái sợi quang học này thì cho cái phần chất âm trung âm và cái phần treble rất là tốt. Và cái tiếng loa cũng còn rất là đẹp ngay cả cái phần đây các bạn thấy. Đó. Nó có một cái màu ánh đỏ lên trong cái phần siêu treble của chúng ta.
Rồi mình sẽ test nhạc guitar rumba ở trên YouTube. Sorry các bạn bị cảm nên nó cứ đấy. Mình chuyển qua cổng đây các bạn, chuyển qua cổng live các bạn nha. Chơi guitar. Nhiều khách yêu cầu, do đó mình test cứ vòng vòng test một số bản này, và đặc biệt là cái bài trên YouTube này của Phương Thảo, những cái bài này khách dạo này rất là chuộng các bạn nha, và cũng rất là dễ test. Cao là 32 cm các bạn nha. Và các bạn có thể bố trí theo kiểu 4 thất như vậy, nhìn cũng rất là đẹp.